Xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác về cây dứa dại, bao gồm công dụng, cách dùng của toàn bộ phận trên cây dứa như quả dứa, lá dứa và rễ dứa. Trước tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu về dứa dại. Dứa dại còn gọi là dứa gai, dứa gỗ, cây mọc hoang ở vùng ven biển, bìa rừng và được trồng làm hàng rào ở vườn nhà, nương rẫy. Toàn bộ cây dứa dại gồm lá, quả, hạt và rễ đều được dùng làm thuốc. Quả thu hái phơi khô hoặc dùng tươi, rễ đem thái mỏng phơi khô, sấy khô dùng dần. Rễ non chưa bám đất dùng làm thuốc tốt hơn rễ ở dưới đất. Theo y học cổ truyền thì lá có vị đắng, cay, thơm, có tác dụng diệt khuẩn. Rễ có vị ngọt, nhạt, tính mát, có tác dụng giải nhiệt, giải độc, tiêu viêm, lợi tiểu. Trước tiên ta cùng tìm hiểu về lá dứa dại và các vị đi kèm để chữa bệnh hiệu quả. Một là chữa cảm nóng, nhức đầu. Lá dứa dại 30g, rau má 40g, cỏ mần trầu 20g, lá tre 20g, lá sắn dây 20g, lá dối 20g, sắc uống ngày 2 lần. Hai là chữa cảm lạnh. Lá dứa dại 30g, gừng hành tỏi mỗi vị 20g, sắc uống, uống nóng, uống xong đắp chăn kín cho ra mồ hôi. Ba là chữa thấp khớp. Lá dứa dại 30g, củ dứa dại 20g, cà gai leo 20g, cỏ sức 40g, lá lốt 20g, bồ công anh 20g, sắc uống. 4 là chữa viêm da, mẩn ngứa. Lá dứa dại 20g đến 30g, rau má 20g, cỏ chỉ thiên 20g, bồ công anh 20g, vòi voi 20g, sâm đại hành 40g, dây tơ hồng 40g, sắc uống. Về rễ dứa dại, 1 là tác dụng chữa mất ngủ, viêm gan, xơ gan cổ trướng. Nhiều dùng như sau: rễ dứa dại sắc uống ngày 2 lần, mỗi lần 30g. Hai là chữa tiểu rắt, tiểu ít, tiểu nước vàng và nóng. Rễ dứa dại 20g, rau dừa nước 20g, dâu ngô 20g, trần bì 6g, mã đề 8g, quả mần trầu 6g, cam thảo 6g, sắc uống chia 2 lần uống trong ngày. Ba là thông tiểu, trị tiểu ra sỏi. Rễ dứa dại 12g, đọt non dứa dại 20g, rễ dứa thơm 15g, sắc uống. 4 là trị viêm đường tiết niệu. Rễ dứa dại 16g, ý dĩ nhân 16g, trạch tả 12g, kim ngân hoa 16g, cam thảo lam 12g, sắc uống. 5 là chữa phù thủng. Rễ dứa dại 8g, vỏ cây đại sao vàng, rễ si, rễ cao lon, hương nhu, tía tô, hoắc hương đều 8g. Hậu pháp 12g, sắc uống. Về quả dứa dại, 1 là thuốc giải nhiệt và trị ho, nhiều dùng như sau: quả dứa dại tươi 200g, nếu là quả khô thì 50g, sắc uống. 2 là chữa xơ gan, cổ trướng. Quả dứa dại 200g, thân cây giấy gai 200g, vỏ cây quao nước, vỏ cây vọng cách, lá châm bầu, lá cối xay, rễ cỏ xước, mỗi vị 50g, sắc uống. 3 là chữa viêm gan mãn tính. Quả dứa dại 100g, chó đẻ răng cưa 50g, sắc uống. Về hạt dứa dại, chữa trĩ, viêm tinh hoàn, nhiều dùng: hạt dứa dại 60g, sắc uống. Về trị sỏi thận, hạt dứa dại 15g, hạt chuối hột 12g, kim tiền thảo 18g, sắc uống. Về đọt non dứa dại, chữa sỏi thận, đọt non dứa dại 20g, ngải cứu 20g, cỏ bợ 30g, rửa sạch giã lát, nọc lấy nước, có thể thêm đường cho dễ uống. 2 là chữa tiểu rắt, tiểu muốt, có máu. Đọt non dứa dại 20g, mầm rễ cỏ gừng 20g, sắc uống trong ngày. 3 là chữa đinh dâu, đọt non dứa dại, lá đinh hương mỗi vị 40g, giã lát đắp ngoài. Chúng tôi có cung cấp dứa dại và các loại thảo dược như cây xạ đen, cây cà gai neo, cây an xoa, cây mật nhân, các loại sâm lấm như lấm linh chi, lấm lim xanh, vân vân. Các bác có nhu cầu mua hàng hoặc tư vấn, xin vui lòng liên hệ. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.